Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 125. Sự sỉ nhục không chút nể nang kia khiến sắc mặt Thạch Minh lập tức trở nên hết sức khó coi, mặt mày xanh mét, giận dữ nói, thằng chó, người đúng là không hiểu được tình cảnh của mình hả? Liễu Mộ và Mạc Diễm đang tìm người khắp nơi trong Thương Long cấm giới, nếu ta nhớ không nhầm thì tử khuyết của giới vực ma xa cũng đã gai mắt ngươi từ lâu. Bản thân ngươi đã khó giữ nổi, thế mà còn dám nhúng tay vào chuyện của ta nữa. Thì sao nào? Lâm Nhất nhàn nhạt hỏi ngược lại. Đúng là chán sống. Thái độ thờ ơ ấy của Lâm Nhất hoàn toàn chọc giận Thạch Minh, hắn ta lập tức quát, Lâm Nhất, ngươi đúng là chán sống, đắc tội nhiều giới vực cấp cao như vậy rồi còn dám chọc giới vực Thanh Hồng ta. Thế thì ngươi cũng đừng có trách ta. Hắn ta đồng loạt khởi động bốn khí hải lớn, chân nguyên cuồn cuộn lập tức gào thế xông ra, phát huy cảnh giới thiên phách tứ trọng thiên đến cực hạn. Có thể thấy được Thạch Minh vẫn có chút thực lực, nhưng hiển nhiên hắn ta cũng không biết giờ thực lực của Lâm Nhất lại đáng sợ đến mức nào. Vèo. Gần như là trong tích tắc, Thạch Minh đã xông tới trước mặt Lâm Nhất, năm ngón tay nắm chặt đấm ra một quyền. Lúc này, chân nguyên khủng bố hoàn toàn bùng nổ, rít gào như một mãng xà khiến mặt đất không ngừng chấn động. Trong khi mặt đất điên cuồng rung lắc thì thậm chí còn xuất hiện vô số cái khe. Chỉ là một quyền đã khiến cho mọi người hiểu được Thạch Minh kia cũng không phải hạng có tiếng chứ không có miếng. Nhưng một cảnh tượng khiến người ta không ngờ tới đã xảy ra, Lâm Nhất còn chẳng thèm nhấc mí mắt lên, một quyền đáng sợ ấy đã bị năm ngón tay hắn đỡ được một cách hết sức dễ dàng. Cảnh tượng ấy khiến người ta cảm thấy khá là kỳ lạ. Vốn dĩ, mọi người còn nghĩ nếu bị một quyền đó đánh trúng thì dù Lâm Nhất có chống đỡ kiểu gì cũng sẽ gây ra tiếng động rất lớn. Nhưng ai ngờ, Lâm Nhất cứ thế đỡ được một cách cực kỳ nhẹ nhàng, chẳng hề xuất hiện một xíu dao động nào. Chút thực lực ấy cũng dám trở mặt với ta. Trong mắt Lâm Nhất toát ra vẻ chế nhạo, cười lạnh nói. Thạch Minh chấn động, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng giật tay lùi lại. Lăn lại đây. Mặt mày Lâm Nhất âm trầm, tức giận quát. Hắn nhanh như chớp chộp một cái. Trực tiếp hút cơ thể đang nhanh chóng lùi lại của đối phương tới, thoáng chốc đã bóp lấy cổ tay đối phương. Không, không, không. Thạch Minh hoảng sợ hô to. Nhưng mặc kệ Thạch Minh sợ hãi la hét cỡ nào thì Lâm Nhất vẫn đá mạnh lên người khiến hắn ta rớt xuống đất y như bao cát. Mặt đất lập tức nứt toạc, xương sống Thạch Minh nứt ra từng khúc, tiếng xương cốt vỡ vụn khiến người nghe rùng mình, lạnh cả sống lưng. Phụt. Một ngụm máu tươi chảy ra như suối, Thạch Minh đau đớn đến mặt mày vặn vẹo, hét lên thảm thiết. Lâm Nhất bước từng bước một về phía trước, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lẽo, sát khí cuồn cuộn của hắn khiến cả không gian đều chấn động. Thạch Minh hoảng sợ nhìn Lâm Nhất, hai tay không ngừng múa may trên mặt đất, cơ thể không kiềm được lùi về sau, run rẩy nói, Lâm Nhất, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi hết, ngươi đừng đến đây, đừng đến đây. Hắn ta hoàn toàn bị dọa vỡ mật, không có nổi một chút chống cự nào. Mạng của ngươi. Lâm Nhất dừng chân lại, lạnh lùng nói. Không không không, đừng giết ta, đừng giết ta, Thạch Minh hoàn toàn luống cuống, sâu trong lòng bị một nỗi sợ hãi chưa bao giờ có bủa vây. Nếu hắn ta có thể đứng dậy thì đã quỳ xuống trước mặt Lâm Nhất cầu xin tha thứ rồi. Mặt mày Lâm Nhất vẫn chẳng chút thay đổi. Lạnh lùng nói, đã quên nói với ngươi, mấy cái tên Liễu Mộ, Mạc Diễm, Tử Khuyết mà ngươi nói đã chết hết trong tay ta rồi. Cái gì? Đầu óc Thạch Minh thoáng chốc trống giống như sét đánh giữa trời quang, lập tức hiểu được tại sao những người khác nhìn thấy Lâm Nhất lại sợ run như vậy. Chỉ là hắn ta còn chưa kịp phản ứng thì tay Lâm Nhất đã kéo một cái trên không, cơ thể Thạch Minh lập tức bị đưa đến trước mặt hắn. Bàn tay đang vươn chợt nắm chặt thành quyền. Lộ ra ánh hào quang chói mắt đấm mạnh một phát ra ngoài. Một đống xương máu nổ tung trên không, trên đời đã không còn Thạch Minh nữa. Những tinh anh còn lại của giới vực Thanh Hồng đều mặt mày trắng bệch, sau khi tỉnh táo lại lập tức cuống quýt chạy trốn. Ánh mắt Lâm Nhất vẫn lạnh lẽo như băng sau khi đánh chết Thạch Minh. Hắn có thể tha thứ đám người còn sót lại của giới vực huyết cốt, nhưng lại không thể bỏ qua cho đám người kia. Tra tấn bạn của hắn,
đám người kia không có một ai là vô tội hết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chết đi. Trong tiếng quát, Lâm Nhất lập tức vung tay lên. Mấy trăm cánh hoa nở rộ sau lưng, trong lúc hoa nở hoa tàn có vô số kiếm quang bắn ra. Thoáng chốc, đã đuổi theo những kẻ bỏ trốn, kiếm khí sắc bén lập tức nghiền nát bọn họ ra bã. Giới vực Thanh Hồng không có ai là còn sống, toàn bộ chết hết. Đám đông đằng sau thấy vậy đều trợn mắt há hốc mồm, không biết phải làm sao, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc đến khó tin. Dù họ có nghĩ nát óc cũng không ngờ được Lâm Nhất chỉ vẫy tay thôi đã có thể tiêu diệt một cái giới vực cấp cao. Trước cửa tông môn Ngôi Vân Tông phút chốc yên tĩnh như chết, nhưng đối với mọi người lại vô cùng dài lâu. Đầu óc họ hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì, sự đả kích ấy đã vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Vốn một chữ cút của Lâm Nhất lại dọa lui được 6 giới vực cấp cao đã đủ chấn động. Nhưng đợi đến khi hắn ra tay thật sự thì mọi người mới hiểu được cái gì là khủng bố chân chính. Tuy thực lực của Thạch Minh không thể so sánh được với đám Liễu Mộ, nhưng ít nhiều cũng là thủ lĩnh của một giới vực cấp cao. Song ở trước mặt Lâm Nhất lại y như con chó con gà, trở tay là giết. Thực lực mà hắn thể hiện ra ngoài quả thật khiến lòng người chấn động, khí thế đó đã có thể xem như một đầu sỏ trong khu vực Thương Long. So với người trưởng quản của ngũ đại tinh diệu chi linh thì chắc cũng chẳng kém bao nhiêu. Tốc độ lớn mạnh ấy thật sự khiến người ta có chút nghẹn họng. Sau khi giải quyết xong đám người kia, ánh mắt Lâm Nhất lập tức nhìn về phía đám Trúc Thanh Sơn, kiểm tra vết thương của họ một lượt xong mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy thủ đoạn tra tấn của Thạch Minh kia rất lợi hại, nhưng cũng không có dùng hết sức mạnh, đợi đến khi hắn ta muốn ra tay thì Lâm Nhất cũng đã chạy tới. Chỉ là vết thương kia trông vẫn khiến người ta có chút sợ hãi. Với tình trạng như giờ, đợi cửa tông môn mở ra e rằng sẽ không thể cạnh tranh những bảo vật trong truyền thừa tinh cung. Lâm Nhất lập tức vỗ lên túi trữ vật một cái, lấy ra 3 bình rượu ngon long tộc, đưa cho mỗi người một bình. Đám Trúc Thanh Sơn cũng không nói gì, chỉ nhận lấy bình rượu uống một ngụm, trong mắt lập tức toát ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ kinh ngạc phát hiện không những vết thương đang dùng một tốc độ mà mắt thường có thể thấy được lành lại trong thời gian ngắn ngủi ấy, mà căn nguyên trong khí hải cũng trào dâng, tu vi thoáng chốc tăng lên 2-3 thành. Phụt! Có khí tức bàng bạc tràn ra từ trong cơ thể 3 người rồi hóa thành làn sương mù màu tím nhạt, quay cuồng tràn ngập sức sống. Những anh tài kiệt xuất của các giới vực cấp cao thấy thế lập tức giật mình, cả đám nhìn chằm chằm vào bình rượu với ánh mắt mắt tràn ngập tò mò. Đây là rượu gì? Trúc Thanh Sơn lắc lắc bình rượu, khó có thể tin hỏi. Lâm Nhất mỉm cười, nhỏ giọng đáp, rượu ngon long tộc. Hắn nói xong lại chỉ ngựa huyết long cười bảo, đều do con mèo ngốc kia kiếm được, cướp sạch một cái hầm rượu, còn nhiều lắm, cứ yên tâm uống đi. Ngựa huyết long nhếch miệng cười vài tiếng, trông dáng vẻ kia của nó rõ ràng là trực tiếp coi lời nói của Lâm Nhất như lời khen. Rượu ngon long tộc. Lâm Nhất nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng nghe vào tai người khác lại hết sức chấn động, con người của cả đám đều sắp lọt khỏi tròng. Rượu ngon long tộc, kia chính là rượu ngon thượng cổ thật sự đó. Dù là rượu ngon bình thường nhất cũng có thể so sánh với đan dược thánh phẩm. Mà rượu ngon long tộc quý hiếm lại bị ma sủng của Lâm Nhất dọn sạch nguyên hầm. Đúng người không phải mèo mà. Tinh thần 3 người Trúc Thanh Sơn. Phương Thiếu Vũ đều khôi phục rất nhiều, nhìn Lâm Nhất cảm khái không thôi, cũng mới 4 tháng không gặp mà chúng ta đã không thấy nổi bóng dáng của ngươi rồi. Ngươi ra khỏi huyền hoàng giới đúng là như cá về biển, bay vọt lên trời. Cũng tạm, cơ duyên vừa khớp thôi, các ngươi cũng có thể làm được. Lâm Nhất cười nhìn 3 người, so với thực lực của mấy người lúc đầu, nếu không tính những giới vực cấp cao trên con đường thông thiên thì họ cũng coi như là rất mạnh rồi. Dù gặp phải giới vực cấp cao, chỉ cần không đụng phải thủ lĩnh như Thạch Minh thì thực ra họ cũng sẽ không chật vật như vậy. Đây ít nhiều cũng nhờ vào võ học tạo hóa mà ngươi đưa, không thì giờ 3 người chúng ta đã không thể độ kiếp rồi. Trúc Thanh Sơn hiếm thấy nở nụ cười, sau đó bỗng hỏi, ngươi có tiến vào truyền thừa của Ngôi Vân Tông với chúng ta không? 3 người đều có chút mong chờ nhìn Lâm Nhất, nếu có hắn thì truyền. Thừa trong đây chắc chắn sẽ chẳng có ai tranh được với họ. Một khi có được truyền thừa của Ngôi Vân Tông,
đám Trúc Thanh Sơn mới xem như thật sự vùng dậy, từ nay về sau cũng có vốn liếng để chống lại giới vực cấp cao. Nếu may mắn hơn, chưa biết chừng sau này gặp phải thủ lĩnh như Thạch Minh cũng có thể đánh bại đối phương một cách dễ dàng. Lâm Nhất nhìn cung điện sừng sững trên đỉnh núi được bao phủ bởi ánh hào quang kia. Tông môn này đúng là một truyền thừa tinh cung đầy đủ hiếm thấy. Nếu đi lên tìm kiếm chắc chắn sẽ thu hoạch được rất nhiều, nhưng so với Thương Long Thất Tú thì vẫn kém xa. Không. Lâm Nhất quay đầu lại nhìn Ngựa Huyết Long cười nói, để con mèo ngốc này đi với các ngươi đi, nó có vẻ dành ba cái chuyện như vơ vét bảo vật đấy. Dựa vào thực lực của ba người Trúc Thanh Sơn mà muốn kiếm được nhiều chỗ tốt trong Ngôi Vân Tông thì vẫn hơi khó mà nói. Chỉ khi có thêm Ngựa Huyết Long, dù sau đó có giới vực cấp cao nhảy vào thì đa số truyền thừa trong đây vẫn sẽ thuộc về ba người Trúc Thanh Sơn. Là bạn cùng ra khỏi huyền hoàng giới, hơn nữa Trúc Thanh Sơn khi còn tên là Tả Vân cũng đã thân với hắn nên đương nhiên Lâm Nhất cũng hy vọng họ có thể thu hoạch được gì đó và tìm được kỳ ngộ của mình trên con đường thông thiên. Trong tình huống khi hắn chưa tu luyện thập huyền bộ thì tốc độ của Ngựa Huyết Long chắc chắn là nhanh hơn Lâm Nhất. Nên nó sớm hay muộn gì cũng có thể đuổi theo mình. Không cần lo lắng sau khi đến Thương Long Thất Tú sẽ không có ai giúp. Hai tiếng sau, ánh sáng bao phủ Ngôi Vân Tông dần yếu bớt, đã có thể trực tiếp xông vào. Ra tay. Lâm Nhất bảo một tiếng, Ngựa Huyết Long dẫn đầu ra tay, nhanh như chớp xông vào. Dưới móng vuốt của nó, kết giới bằng ánh sáng còn sót lại lập tức bị nó kéo một cái rách toạc y như tờ giấy. Mạnh thật. Trong mắt đám Trúc Thanh Sơn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, thế mới biết Lâm Nhất đưa con mèo rồng kia đến bên cạnh mình chẳng khác gì gia tăng thêm sức chiến đấu của cả đám. Vèo, vèo, vèo. Thoáng chốc, đám người đông như kiến trước cửa tông môn đều bay lên trời lao thẳng về phía bên trong. Đi thôi. Lâm Nhất nhìn ba người xua tay, cả ba gật đầu rồi theo dòng người xông về phía đỉnh núi. Chẳng mấy chốc. Dưới chân núi còn đông nghìn nghịt người chỉ còn lại một mình Lâm Nhất. Nhìn cảnh tượng đồ sộ khi truyền thừa kia mở ra, Lâm Nhất híp mắt lại, e rằng truyền cỡ như Nhật Diệu Tinh sẽ còn kinh khủng hơn gấp mấy lần. Đến lúc đó, người mà hắn phải đối mặt chính là người trưởng quản của ngũ đại tinh Diệu Chi Linh, thậm chí là bảy đầu sỏ trên bảng Thương Long cũng không gì đáng ngạc nhiên. Áp lực đúng là rất lớn, nhưng nghĩ lại thì máu nóng trong người Lâm Nhất lại sôi trào lên. Trên con đường thông thiên, vạn giới cạnh tranh, đối. Mặt với kẻ địch mạnh rồi hạ gục từng người một là điều hiển nhiên. Dù là người trưởng quản ngũ đại tinh Diệu Chi Linh hay bảy đầu sỏ trên bảng Thương Long thì cũng không ngoại lệ. Lâm Nhất híp mắt, toát ra một sự nóng bỏng, sắc bén. Hi hi, hai tháng không gặp, không ngờ tiểu đệ đệ lại trở nên uy phong như vậy, đúng là khiến ta phải ngạc nhiên đó. Ngay khi Lâm Nhất định xoay người rời khỏi thì một tiếng cười tràn đầy ma mị chợt vang lên trong mảnh không gian này. Trong mắt Lâm Nhất chợt lóe lên vẻ kinh ngạc. Là nàng ta. Cái người phụ nữ mang đến tin tức của Nguyệt Vi Vi và khiến hắn phải chợt bỏ chạy ấy thế mà cũng đến Thương Long cấm giới. Vài ánh sáng màu tím không ngừng bay múa trên không, đợi đến khi chúng vặn vẹo chồng lên nhau thì cô gái thần bí đã gặp lúc trước cũng chậm rãi bước ra. Dáng người nàng ta vẫn quyến rũ ma mị, đeo khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mặt câu hồn nhiếp phách như xưa. Cô nương nói đùa. Lâm Nhất thấy gương mặt tươi cười như hoa của nàng ta thì chỉ có thể cười gượng vài tiếng. Lần trước, hắn phải hợp tác với Ngựa Huyết Long mới chạy thoát khỏi tay người phụ nữ này, khiến nàng ta chịu thiệt. Hiện nay, Ngựa Huyết Long đã đi vào truyền thừa Ngôi Vân Tông. Nàng ta đúng là biết đến đúng lúc ghê. Từ trong giọng nói thì có thể đoán được nàng ta đã sớm để ý đến mình, nhưng Lâm Nhất lại chẳng cảm giác được gì. Phải biết rằng, giờ đây thực lực của hắn đã không còn như xưa nữa. Ta cũng không có nói đùa, đàn ông có thể khiến tỷ tỷ đây liếc nhìn một cái cũng nhiều lắm đâu. Bùi Tuyết mặc quần áo tím lộ ra cặp đùi thon dài e thẹn liếc Lâm Nhất một cái. Vẫn là không nên nhìn chúng mới tốt. Lâm Nhất cười gượng, cẩn thận đề phòng. Cả người phụ nữ kia đều toát ra vẻ thần bí, còn có chút xích mích với Nguyệt Vi Vi, nhưng lại chưa lộ ra sự thù địch gì với mình mấy. Song thực lực lại cực kỳ khó lường,
dù thực lực Lâm Nhất đã mạnh hơn rất nhiều nhưng vẫn không dám nói có thể bắt được đối phương. Nhưng trong tình huống chưa để lộ con bài chưa lật, Lâm Nhất vẫn cảm thấy mình có đôi phần thắng. Dù gì khi đánh nhau lần trước, hắn vẫn chưa hiểu được kiếm ý thông thiên. Tuyết Mỹ Nhân, ngươi cũng đừng đùa người của khu vực Thương Long chúng ta, đàn ông bị ngươi nhìn chúng đều chẳng có kết quả tốt lành gì. Nhưng đúng lúc này, lại có ba bóng người nhanh chóng bay đến từ xa. Trên người ai nấy đều lộ ra khí thế cực kỳ khủng bố, trong lòng Lâm Nhất thầm kinh ngạc không thôi vì đều cảm giác được sự đe dọa đến từ ba người. La Trấn. Thanh niên mở miệng ban nãy mỉm cười giới thiệu mình với Lâm Nhất. Sắc mặt Lâm Nhất vẫn bình tĩnh như không, nhưng trong lòng lại chấn động. Trong khu vực Thương Long thì không ai là không biết đến cái tên này. Long thủ La Trấn chính là một trong những người trên bảng Thương Long, tên của hắn ta đã sớm nở rộ ánh sáng trên bảo kính thông thiên và có tư cách cạnh tranh ở cuối con đường thông thiên. Quân Mộng Trần, Tần Lâm, hai người bên cạnh cũng hạ xuống gật đầu với Lâm Nhất, lần lượt báo tên của mình. Họ cũng là một trong bảy đầu sỏ trên bảng Thương Long. Nếu xét về tiếng tăm và thực lực thì cũng chẳng kém hơn La Trấn bao nhiêu. Nghe tiếng đã lâu, quả thật như sấm bên tai. Lâm Nhất thấy ba người khá thân thiết, vẫn chưa lộ ra vẻ thù địch bèn cười nói, xem ra mấy vị đều quan sát được một vài thủ đoạn của tại hạ, bảy đầu sỏ trên bảng Thương Long quả nhiên danh bất hư truyền. Chấm. Bị người ta đứng quan sát từ xa lâu như vậy còn chẳng phát hiện ra thì thực lực đương nhiên là khỏi phải bàn. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến việc mấy người kia không có lộ ra sát khí, không thì kiếm ý thông thiên chắc chắn sẽ phát hiện. Giờ tiếng tăm của chúng ta chưa chắc đã vang dội bằng ngươi, công tử Táng Hoa, giết người chỉ cần một kiếm. Nay không ai trong khu vực Thương Long mà không biết đến tên của ngươi cả, La Trấn mỉm cười, trầm giọng nói, ngươi cũng đừng khiêm tốn. Nếu thực lực của ngươi thật sự không đủ thì chúng ta đã chẳng đến tìm ngươi rồi. Tuyết Mỹ Nhân càng sẽ không có đôi phần kính trọng ngươi. Bấy giờ, Bùi Tuyết cũng trợn trắng mắt, nhưng cũng không phủ nhận. Lâm Nhất sửng sốt, khá kinh ngạc trước điều đó. Mấy người kia đều đứng ở đinh của khu vực Thương Long, nhưng lại chủ động đến làm quen với mình thì đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn, cũng không biết là có mục đích gì. Thấy Lâm Nhất như nghĩ đến gì đó trông có vẻ nghi ngờ không chắc. La Trấn với biệt hiệu Long Thủ khẽ cười rồi nhẹ nhàng nói, Lâm Nhất, ngươi không cần phải nghĩ nhiều. Chúng ta đã sớm biết cái bí mật trên người ngươi có đan tinh thần rồi. Còn võ học tạo hóa cấp cao hay thanh đạo binh trên lưng ngươi cũng chưa đến nỗi khiến chúng ta phải hứng thú lắm. Khác với những thủ lĩnh giới vực cấp cao, thấy thái độ kỳ lạ của Lâm Nhất. Đám người La Trấn cũng không định đấu tranh gay gắt hay thể hiện ra vẻ thù địch gì. Xem ra, sau khi đạt tới một trình độ nhất định thì tầm mắt sẽ trở nên khác xưa, khí độ và lòng dạ cũng hoàn toàn khác biệt. Trong cảm giác của Lâm Nhất, lời đối phương nói hẳn là đúng. Trong khí tức của mấy người thì hắn có thể cảm giác được số lượng đan tinh thần mà đối phương luyện cũng khá là lớn. Sau khi Lâm Nhất suy nghĩ một hồi thì rất có thể luồng khí tức nguy hiểm trên người đối phương cũng là do họ sở hữu một môn võ học tạo hóa cấp cao nào đó. Còn về đạo binh thượng phẩm, đối phương chắc chắn cũng có, thậm chí có đạo binh siêu phẩm cũng chẳng có gì là lạ. Nếu vậy thì đúng là không cần thiết phải ra tay với mình. Lâm Nhất, con đường thông thiên này rất lớn, Thương Long cũng chỉ là một trong bốn khu vực. Nếu ra khỏi khu vực Thương Long, sau này khi đối mặt với sự cạnh tranh với các khu vực khác, chưa biết chừng chúng ta sẽ còn có rất nhiều cơ hội hợp tác, La Trấn tiếp tục cười nói, dù không có cơ hội hợp tác thì giờ làm quen, mai sau có xung đột gì cũng vẫn có thể vớt phát được chút đường sống, người nói đúng không? Là Long Thủ của khu vực Thương Long, có thể có khí độ như vậy thì đúng là nằm ngoài dự đoán của Lâm Nhất. Các hạ có thể nói ra câu đấy quả thật khiến cho ta có chút nghe mà sợ. Lâm Nhất khẽ cười, cũng tỏ ra thân thiện đáp lại. Xưa giờ hắn đã vậy, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không vì đối phương là Long Thủ khu vực Thương Long mà đặt mình ở vị trí thấp hơn và cần phải nịnh nọt người ta. Là một vị kiếm khách, Lâm Nhất vẫn có sự kiêu ngạo riêng của mình. Nào có. La Trấn xoa cằm nói, trông người có vẻ không mấy hứng thú với truyền thừa ở Ngôi Vân Tông này. Định trực tiếp đi đến Thương Long thất tú luôn hả?
Chắc các ngươi cũng đi mà đúng không? Lâm Nhất hỏi ngược lại. Đúng mà cũng không đúng, với chúng ta thì truyền thừa quan trọng nhất trong Thương Long cấm giới vẫn là Bảo Điện Thương Long. Bên trong sẽ có truyền thừa bên trên tạo hóa, nhắc tới Bảo Điện Thương Long thì sắc mặt La Trấn rõ ràng nghiêm túc hơn rất nhiều, không còn vẻ nhẹ nhàng thong dong như trước. Truyền thừa bên trên tạo hóa. Lâm Nhất âm thầm chấn động, đây đúng là một bí mật, xem ra, quả nhiên những người kia đều có được võ học tạo hóa cấp đế giả. Thế nên, chỉ có truyền thừa bên trên tạo hóa mới thu hút được họ. Mấy người lại tùy tiện trò chuyện vài câu mới chào tạm biệt lẫn nhau. La Trấn, hình như ngươi hơi đề cao Lâm Nhất kia quá thì phải. Tuy ta và Tần Lâm cũng khá xem trọng tiềm lực của hắn, Quân Mộng Trần quần áo trắng nhìn về phía La Trấn, trong mắt toát ra vẻ khó hiểu. Tần Lâm đưa mắt nhìn sang, hắn ta cũng cảm thấy vậy. Hai người họ cũng là một trong bảy đầu sỏ trên bảng Thương Long, đã sớm thấy được phong thái của Lâm Nhất nên cũng có chút công nhận đối với hắn. Nhưng thái độ hôm nay của La Trấn vẫn có chút nằm ngoài dự đoán của họ, gần như là nói chuyện ngang hàng luôn rồi. Không, hắn không chỉ có tiềm lực kinh người, giờ, hắn còn có thực lực khá là khủng bố, tuy đã che giấu rất tốt, nhưng ta vẫn cảm giác được. La Trấn nói đến đây bèn dừng một chút rồi khẽ cười nói, nếu bốn người kia đã phán đoán sai lầm về thực lực của Lâm Nhất thì có lẽ sẽ xảy ra một vài chuyện thú vị đấy. Bốn người kia đương nhiên chính là những người còn lại trong số bảy tên đầu sỏ của Thương Long. Hiển nhiên quan hệ giữa bảy người bọn họ cũng có hơi vi diệu. Có khoa trương vậy luôn hả? Sự nghi ngờ lộ rõ trong ánh mắt của Quân Mộng Trần, chẳng lẽ hiện tại tên Lâm Nhất này có át chủ bài có thể miễn cưỡng chiến đấu cùng bọn họ? Câu đó của ngươi có phải hơi quá rồi không? Tần Lâm rõ ràng không tin. La Trấn khẽ cười. Nghiêm túc nói, ta không hề nói quá, hắn vừa đạt đến cảnh giới thiên phách đã bắt đầu luyện hóa đan tinh thần, chúng ta đến cảnh giới thiên phách tam trọng thiên mới bắt đầu luyện hóa. Nếu nói về củng cố căn cơ, có lẽ hắn còn mạnh hơn cả ta lẫn ngươi. Ở trên người hắn, ta cảm giác được hai khí tức khác biệt, có lẽ hắn kiêm tu hai loại công pháp khác nhau. Trừ cái này ra, hình như việc Tuyết Mỹ Nhân của chúng ta nhìn hắn bằng con mắt khác cũng có nguyên nhân. Bùi Tuyết đột nhiên được nhắc đến, ngáp một cái, lười biếng nói, ta không biết gì cả đừng hỏi ta, với cả ta muốn đi Kim Diệu Tinh Cung, các ngươi đừng có đi theo. Nàng ta nói xong, từng luồng ánh sáng tím trong không khí chợt vặn vẹo xếp chồng lên nhau, Bùi Tuyết bước ra một bước rồi biến mất không thấy đâu nữa. Thân pháp này khiến người khác cực kỳ hâm mộ. Tần Lâm trầm ngâm nói, chắc chắn người phụ nữ này biết cái gì đấy. Lúc trước ta và Mộng Trần đã từng nhìn thấy nàng ta ra tay với Lâm Nhất. Lúc đó, thực lực của hắn vẫn còn xa mới bằng hiện tại, không có nguyên nhân đặc biệt gì chắc chắn sẽ không ra tay. La Trấn giang tay ra, tùy ý nói, Tuyết Mỹ Nhân không nói cũng không ai có thể ép nàng ta. Nàng ta đi Kim Diệu Tinh Cung, trong số Thương Long thất tú, các ngươi muốn đi Tinh Cung nào? Hỏa Diệu Tinh Cung. Cũng được. Ta cũng không có hứng thú lắm với những tinh cung khác. Những lời nói của ba người giống như truyền thừa của thất đại tinh diệu đều mặc cho bọn họ chọn lựa vậy. Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, tự tin đến tột cùng, nhưng nghĩ lại nếu ba người bọn họ hợp tác với nhau thì đúng là không có đối thủ trong Thương Long cấm giới to lớn này. Sau khi tạm biệt đám người La Trấn, Lâm Nhất nhắm chuẩn phương hướng, tiếp tục thẳng tiến về chỗ sâu trong Thương Long cấm giới. Khi lại nhìn thấy người phụ nữ thần bí tên Bùi Tuyết kia lần nữa, thật ra Lâm Nhất rất muốn hỏi, rốt cuộc nàng ta và Nguyệt Vi Vi đã xảy ra xung đột gì, Nguyệt Vi Vi đã chọc phải rắc rối nào. Nhưng rõ ràng đối phương không muốn nhiều lời, dùng vũ lực bắt ép chỉ sợ cũng không có hiệu quả, nhìn La Trấn tôn kính nàng ta như vậy, chắc chắn thực lực sẽ rất mạnh. Tạm thời không nghĩ những chuyện này nữa, thời gian sau đó Lâm Nhất đều dùng vào việc đi đường. Cho dù di tích tông môn hay việc tranh đoạt thiên tài địa bảo cũng không thể làm hắn phân tâm. Dưới sự dốc sức lên đường của hắn, khoảng 3 ngày sau, khí tinh nguyên trong thiên địa rõ ràng đã trở nên rõ ràng hơn. Trong không khí tràn ngập linh vụ nhàn nhạt, lập lòe ánh sáng sao trời, đó là khí tinh nguyên gần như đã biến thành thực chất. Chẳng qua tuy rằng nồng đậm, nhưng ma khí trộn lẫn trong đó cũng rõ ràng tăng nhiều, muốn trực tiếp luyện hóa không phải chuyện dễ. Cùng lúc đó, thiên địa trở nên càng rách nát,
thỉnh thoảng có thể thấy được không gian vỡ ta thành từng mảnh nhỏ. Vô số vết nứt không gian và tảng đá lớn dây dưa với nhau, cho thấy sức phá hoại khủng khiếp của trận chiến kinh thiên động địa kia. Nghĩ đến Bạch Lý Kỳ đột phá cảnh giới thần đan ở trước mặt ma chảo kia lại bị một trưởng đập chết, muốn đi sâu vào trong e rằng sẽ có càng nhiều cảnh tượng như vậy hơn. Không sai biệt lắm đã tới chỗ sâu trong Thương Long cấm giới. Lâm Nhất rõ ràng cảm giác được bắt đầu từ hôm nay, số người gặp được dần dần trở nên ít hơn. Thỉnh thoảng có bóng người hiện lên, top 5 top 3, không có một ai là yếu hơn đám người Liễu Mộ, tập trung lại vẫn là một sức mạnh vô cùng đáng gờm. Thậm chí ngẫu nhiên còn có một vài người, ngay cả bản thân Lâm Nhất cũng cảm thấy kiêng dè, có thể cảm nhận được sự nguy hiểm. Sau khi gặp đám người La Trấn, Lâm Nhất cũng coi như biết trong khu vực Thương Long này có rất nhiều kẻ địch mạnh, ngọa hổ tàng long. Còn lâu hắn mới đạt tới trình độ vô địch, chung quy cẩn thận vẫn tốt hơn. Đương nhiên nếu có ai đó dám coi thường hắn, hắn cũng không ngại dạy cho đối phương một bài học. Nửa canh giờ sau, Lâm Nhất đột nhiên cảm thấy nóng rang, lửa cháy hừng hực trong không khí, khí huyết trong cơ thể cũng sôi trào. Khá quen thuộc. Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn qua. Ở cuối tầm mắt có ánh lửa bừng lên chiếu sáng cả bầu trời, làm người ta hơi đau mắt. Lửa tinh thần. Lâm Nhất lập tức nhận ra, ngọn lửa này giống hệt ngọn lửa lượn lờ trên đan tinh thần. Chỉ là quy mô lớn đến mức khiến người ta hít thở không thông, lửa tinh thần lớn thế này, quả thật hắn không dám tưởng tượng khi bị đốt sẽ như thế nào. Vèo, vèo, vèo. Lâm Nhất từ từ đến gần, ngọn lửa hừng hực kia dần dần rõ hơn trong mắt. Đó là một thế giới bị lửa tinh thần bao trùm. Không gian ở sâu trong biển lửa đã bắt đầu vặn vẹo vì bị tàn phá. Trong hình ảnh vặn vẹo có 7 tòa cung điện sáng lấp lánh như một giấc mộng. Ảo giữa biển lửa vô tận, mỗi tòa cung điện đều có các màu sắc khác nhau, mỗi màu sắc tạo ra những dị tượng khác nhau, tất cả đều vô cùng sắc sảo và to lớn. Vô số ánh sao chiếu rọi làm cho 7 tòa cung điện này trông có vẻ thần thánh và trang nghiêm. Thậm chí còn có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng hát và điệu nhạc. Lúc thì bi tráng, lúc thì thê lương, lúc thì nhiệt huyết, như thể đang kể lại một thời đại nào đó đã qua. Thương Long thất tú. Lâm Nhất ngóng nhìn dị tượng vĩ đại ở sâu trong biển lửa, lập tức nhận ra 7 tòa cung điện này chính là Thương Long thất tú mà hắn muốn tìm. Truyền thừa chỉ đứng sau bảo điện Thương Long trong Thương Long cấm giới. Nhật Diệu Tinh Cung nằm ở đó. Lâm Nhất vừa nhìn đã nhận ra biểu tượng của Nhật Diệu Tinh Cung. Nó lấp lánh ánh vàng, rực rỡ như mặt trời ban trưa. Để đi vào trong đó thì cần phải xuyên qua biển lửa này, mà biển lửa này ngăn chặn võ giả cảnh giới thiên phách tầng 3 trở xuống. Ngay cả võ giả cảnh giới thiên phách tầng 3 trở lên cũng phải thận trọng, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ bị lửa tinh thần đốt thành cặn bã, không còn thi cốt. Lúc này đang có rất nhiều người dừng trước biển lửa tinh thần, nhưng hầu như chẳng ai chần chừ cả. Trong mắt họ đều lộ ra vẻ quyết tâm. Họ lập tức xông vào, không cách nào chịu đựng được sức cám dỗ của Thương Long thất tú. Lâm Nhất cũng không do dự chút nào, hắn đã biết đại trận Thương Long phức tạp này là do Long Môn bố trí. Mà Tử Diên kiếm thánh tựa hồ có quan hệ với Long Môn. Nói không chừng hắn có thể tìm được bản kiếm quyết hoàn chỉnh do Tử Diên kiếm thánh để lại trong Thương Long thất tú. Có lẽ còn có thể giải được một phần bí mật của hộp đựng kiếm trên lưng hắn. Vừa xông vào biển lửa tinh thần, Lâm Nhất đã cảm nhận được hơi nóng đáng sợ, toàn thân hắn đỏ lên, phiền toái hơn là chân nguyên trong cơ thể dường như cũng bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa này, có khuynh hướng sẽ bốc cháy bất cứ lúc nào. Ngẩng đầu nhìn qua, 7 khu vực mộng ảo trong không gian vặn vẹo kia rất giống với ảo ảnh trong sa mạc. Không biết sẽ có bao nhiêu người chết trên đường đến Thương Long thất tú. Cảnh giới của mình quá thấp, nếu chỉ dùng chân nguyên hộ thể thì sớm muộn gì cũng chết vì tiêu hao, chỉ có thể dùng kiếm ý hộ thể, mạnh mẽ xông vào. Lâm Nhất lẩm bẩm, hắn không dám lấy chiến thể Thương Long để mạo hiểm vượt qua biển lửa này. Không có sự hỗ trợ của chân nguyên, chỉ sợ chưa tới nửa canh giờ hắn sẽ biến thành tro tàn, mong rằng chỉ dùng kiếm ý thông linh là đủ. Nếu không sẽ rắc rối lắm đây. Sau khi phóng thích kiếm ý thông linh, Lâm Nhất thở phào một hơi.
mặc dù kiếm ý thích hợp để chém đứt biển lửa này hơn mà không cần phải tiêu hao từ từ, nhưng bây giờ Lâm Nhất vẫn chưa có thực lực làm được điều này. Biển lửa ở trước mặt là lửa tinh thần hàng thật giá thật, nó vừa rộng vô biên, vừa cao đến mấy trăm trượng, không khác gì biển lửa phun trào. Nhưng dù có khả năng, Lâm Nhất cũng sẽ không làm như vậy, bởi vì động tĩnh quá lớn, nếu không bị dồn vào đường cùng thì hoàn toàn không cần phải sử dụng át chủ bài. Kiếm ý thông linh vô hình lượn lờ quanh người Lâm Nhất ngăn. Cản sự ảnh hưởng của lửa tinh thần, hắn lướt nhanh như một tia chớp, thẳng tiến về phía sâu trong biển lửa. Song hắn cũng không thả lỏng cảnh giác, dù sao trong biển lửa này cũng chưa chắc gió yên sóng lặng mãi. Trước đây hắn từng luyện hóa rất nhiều đan tinh thần, lửa tinh thần nhỏ có thể rèn luyện thân thể, nhưng lớn thế này thì không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Bỗng nhiên có gió lốc nổi lên trong biển lửa, dưới sự tập trung của gió lốc, lửa tinh thần không ngừng bị cô đọng thành lốc xoáy lửa vô cùng lóa mắt, đốt trụi tất cả những nơi mà nó đi qua. Ầm ầm. Khi gió lốc xé rách không gian, thỉnh thoảng còn có tia chớp bạc xẹt qua trên bầu trời, khiến cho biển lửa mênh mông này không ngừng sôi trào kịch liệt. Uy lực đó khiến người ta không rét mà run, rất nhanh đã có nhiều kẻ xui xẻo bị cuốn vào. Á, á, á. Giữa những tiếng la hét thê thảm, từng bộ xương không còn da thịt lần lượt bắn ra từ trong lốc xoáy lửa. Một người còn sống mới đó vừa bị lốc xoáy lửa cuốn vào đã biến thành bộ xương trụi lùi. Sau khi được lửa nung, bộ xương này sáng rực rỡ, lấp lánh như thần binh kim loại. Lâm Nhất âm thầm cảnh giác đã phát hiện ngay khi cơn lốc này nổi lên, lập tức tránh xa lốc xoáy lửa này. Nhìn những bộ xương như kim loại kia, khóe miệng Lâm Nhất khẽ giật, thật đáng sợ. Nhưng nếu có thể giữ cho cơ thể không bị đốt cháy thì dưới sự tôi rèn của cơn lốc hình thành từ lửa tinh thần này, cơ thể sẽ trở nên mạnh hơn rất nhiều. Nhìn những bộ xương phát sáng kia là biết ngay, chúng đã suýt bị luyện hóa thành đạo binh. Nếu là ngựa huyết long, có lẽ nó có thể chịu đựng được, nơi này có thể gọi là đất lành đối với nó. Nghe đồn ngoài lôi kiếp, từ cảnh giới thiên phách tầng 4 thăng cấp lên cảnh giới thiên phách tầng 5 còn có đại kiếp phong hỏa. Đại kiếp phong hỏa, cửu tử nhất sinh. Nhưng một khi vượt qua được, cơ thể và chân nguyên đều sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đạt tới độ cao chưa từng có. Bây giờ xem ra lời đồn này cũng không phải giả. Sau khi chạy thêm gần nửa canh giờ trong biển lửa, Lâm Nhất vẫn chưa nhìn thấy điểm cuối, ngược lại màu sắc của lửa tinh thần càng trở nên đậm hơn. Những ngọn lửa đỏ thẫm kia đong đưa biến thành những đóa hoa lửa. Màu sắc của hoa rất tươi, ngay cả biển lửa cũng không thể che lấp nó, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng, cực kỳ quỷ dị. Có thể bước vào biển lửa này đều là nhân tài kiệt xuất, hiển nhiên họ sẽ không nghĩ những đóa hoa lửa kỳ lạ này là địa bảo thiên tài gì đó. Những thứ càng đẹp sẽ càng chí mạng. Lâm Nhất dừng lại nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện rất nhiều người đang đứng ở đây, trông họ có vẻ lo lắng, không dám tiến vào, lùi lại cũng không được. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, chân nguyên đang dần tiêu hao với tốc độ cực nhanh. Sau một lúc bối rối, cuối cùng cũng có người mất kiên nhẫn xông tới, chẳng qua vẫn cẩn thận tránh xa những cánh hoa này. Hoa u huyền ma viêm. Lâm Nhất suy tư, không ngờ lại có loài hoa này ngoài đời thật. Kiếm táng hoa cần hương hoa mới có thể thăng cấp, do đó Lâm Nhất đã đọc khá nhiều sách về các loại kỳ hoa trên thế gian. Nó còn một cái tên khác là hoa tinh ma, điều kiện sinh trưởng cực kỳ khắc nghiệt, không chỉ cần có lửa tinh thần mà còn phải có lượng ma khí bằng nhau. Lửa tinh thần và ma khí kết hợp với nhau mới có thể sinh ra hoa tinh ma, mùi hoa của nó có thể khiến người ta nhập ma. Quả của nó là thứ mà võ giả ma đạo yêu nhất. Uy lực của nó cũng vô cùng lớn, chạm vào là nổ ngay, có lẽ võ giả cảnh giới thiên phách tầng 5 cũng không chịu nổi. Hoa này cực kỳ hiếm thấy, một khi bỏ lỡ thì sẽ rất khó gặp được. Lâm Nhất kinh ngạc, phân vân không biết có nên thử hay không. Hoa này có sức hấp dẫn rất lớn đối với hắn. Sau này kiếm táng hoa cần thăng cấp, có lẽ sẽ cần dùng đến hoa này, lúc đó muốn tìm cũng chưa chắc có thể tìm được. Chấm. Nhưng sau một lúc đắn đo, Lâm Nhất vẫn chọn từ bỏ. Hắn không thể mạo hiểm, hơn nữa hoa này rất khó bảo quản, cần phải có ý chí hàn băng rất mạnh mới có thể đóng băng nó để bảo quản, nếu không nó sẽ nổ bất cứ lúc nào khi cầm trong tay.
Vèo. Bóng dáng Lâm Nhất thoát ẩn thoát hiện, cẩn thận đi xuyên qua biển hoa cùng với những người khác. Có kiếm ý hộ thể, Lâm Nhất di chuyển linh hoạt hơn nhiều, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn thì hầu như không gặp phải hoa tinh ma. Hô! Nhưng khi Lâm Nhất sắp ra khỏi biển hoa này, một bóng người bay vút qua nhanh như chớp, cuốn theo gió lốc vô biên. Ầm ầm. Cánh hoa bay múa đầy trời, mấy chục đóa hoa tinh ma yểu điệu nở rộ giữa cơn gió lốc, bất ngờ bay về phía Lâm Nhất. Chết tiệt. Lâm Nhất mắng một câu, ngẩng đầu lên thì thấy là người quen, Thạch Huyên, người nắm giữ Kim Diệu Chi Linh, từng gặp một lần ở quảng trường Thánh Đàn, thực lực của người này cũng khá đáng sợ. Lâm Nhất nhìn thấu được sự lạnh nhạt và khinh thường ăn sâu trong máu của đối phương, đương nhiên cũng sẽ không chủ động bắt chuyện với hắn ta. Nhưng hắn không ngờ lại gặp được hắn ta ở đây. Thạch Huyên đang bay qua chợt dừng lại, sau khi nhận ra Lâm Nhất, hắn ta cười nhạo, xin lỗi nha, ta đi với tốc độ hơi nhanh nên không chú ý đến sự tồn tại của ngươi, thật ngại quá. Có điều, nếu ngươi tên là công tử táng hoa thì chắc hẳn cũng có thể dễ dàng giải quyết đám hoa tinh ma này nhỉ, ha ha ha. Hắn ta bảo ngại, nhưng nụ cười trên mặt rõ ràng là đang cười trên nỗi đau của người khác. Nói xong, Thạch Huyên cười lớn vài tiếng rồi đi ra khỏi biển lửa, hiển nhiên cũng không thèm quan tâm Lâm Nhất chết hay sống. Tên khốn! Vẻ giận dữ thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, nếu nói ban đầu tiểu tử này chỉ vô tình làm liên lụy tới hắn thì những lời hắn ta nói khi dừng lại này thật quá đáng. Nhưng lúc này Lâm Nhất không rảnh quan tâm hắn ta, hắn mắng một câu rồi tập trung vào những đóa hoa tinh ma đang rơi xuống. Hoa tinh ma yểu điệu, tươi thắm. Đẹp đến mức làm người ta rung động, muốn hứng trong lòng bàn tay. Sắc mặt Lâm Nhất vô cùng khó coi, dù chỉ là một đóa hoa tinh ma cũng đủ khiến hắn chết ngay tại đây. Mấy chục đóa hoa tinh ma, Lâm Nhất không dám tưởng tượng sẽ có kết cục như thế nào, chỉ sợ chín cái mạng cũng không đủ sống. Hắn ổn định lại cảm xúc, đồng thời thôi động hai vùng khí hải rồi tung một trường. Trường phong cuồng bạo lập tức thổi qua, nhưng những đóa hoa có vẻ mỏng. Manh và nhẹ nhàng này lại vững như núi, không dao động chút nào. Cùng lúc đó, một áp lực vô tận đè xuống, Lâm Nhất cảm giác biển lửa xung quanh người mình trở nên sền sệt, không gian như bị uy áp của hoa tinh ma bao trùm, hắn muốn cử động cũng khó khăn. Không được, cứ tiếp tục thế này, có lẽ hắn sẽ chết ở đây thật. Lâm Nhất để hai tay thành hình chữ thập, đồng thời thôi động hai đại kiếm quyết, kiếm ý thông linh bộc phát đến cực hạn. Khi trên người hắn xuất hiện hai luồng ánh sáng xanh tím, sức mạnh rót vào hai tay cũng đạt tới một mức độ kinh khủng nào đó. Lâm Nhất tung một trường với vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết, hắn cũng không dám tiêu diệt trực tiếp những đóa hoa tinh ma này, chỉ có thể biến chân nguyên thành gió lớn để đẩy những đóa hoa tinh ma như thần chết lấy mạng này ra xa mình. Biển lửa lập tức tạo thành những gợn sóng như sóng biển chậm rãi đẩy khoảng 7, 8 đóa hoa tinh ma đi theo hướng khác. Lâm Nhất khẽ thở phào, mặc dù cách này rất tiêu tốn chân nguyên nhưng dù sao vẫn có chút tác dụng. Áp lực giảm bớt đôi chút, Lâm Nhất nhân cơ hội lùi lại vài bước, sau đó tiếp tục tung một trường. Cứ thế lặp đi lặp lại, mỗi lần Lâm Nhất đều sẽ tiêu tốn một lượng lớn chân nguyên, đồng thời còn phải đề phòng sự nguy hiểm từ biển lửa. Có thể nói tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, những ngọn lửa tinh thần thừa cơ hội xâm nhập vào trong cơ thể kia làm cho lục phủ ngũ tạng. Máu và bắp thịt vô cùng đau đớn. Nhưng hắn hoàn toàn không dám thả lỏng, chỉ có thể kìm nén, tập trung tinh thần giải quyết đám hoa tinh ma phiền toái. Thần thụ thanh tiêu che khuất bầu trời, cánh hoa tử diên bay múa đầy trời, Lâm Nhất lại tung một trường. Khoảng 4, 5 đóa hoa tinh ma còn sót lại trong biển lửa không hề nhúc nhích, vẫn chậm rãi rơi về phía hắn, từng bước tới gần như thần chết. Sắc mặt Lâm Nhất lập tức trắng bệch, sau khi kinh ngạc, hắn nhanh chóng hiểu ra. Vì chân nguyên tiêu hao quá nhiều nên lúc này đòn tấn công mạnh nhất của hắn không còn thể lay động những đóa hoa tinh ma có vẻ mỏng manh nhưng lại nặng hơn cả núi này. Khi hắn đang định dùng đến kiếm ý thông thiên, một giọng nói chợt vang lên bên tai. Đồ đần, người dùng nhật diệu thần quyền thì chắc sẽ có thể cắn nuốt những đóa hoa tinh ma này đấy. Giọng nói rất quen thuộc. Là nữ tử áo tím Bùi Tuyết, nhưng Lâm Nhất nhìn xung quanh lại không thấy bóng dáng đối phương đâu.
Nhưng lời này quả thật đã nhắc nhở Lâm Nhất, hỏa tinh ma vừa chạm là nổ, không thể dùng nhật diệu thần quyền đánh nát nó, nhưng thần dương toái thiên ấn chưa chắc không thể cắn nuốt. Kệ đi! Lúc này Lâm Nhất không có nhiều sự lựa chọn, bèn thi triển tâm pháp nhật diệu thần quyền, kim xí thần nhân lập tức xuất hiện ở sau lưng hắn. Xoạt! Ở trước mặt kim xí thần nhân như có thực thể, uy! Áp của hoa tinh ma giảm mạnh, tốc độ rơi xuống chậm rãi rõ rệt. Thu! Khi cổ ấn thần dương nở rộ trong lòng bàn tay như mặt trời, Lâm Nhất lấy thêm sức vừa đủ hét lên. Một lực hút vặn vẹo được phóng thích, hoa tinh ma khiến người ta run sợ kia xoay tròn bay về phía lòng bàn tay Lâm Nhất. Khi thấy chúng sắp tới gần, trái tim Lâm Nhất như suýt nhảy lên tới cổ họng, bắt đầu trở nên căng thẳng. Tám đóa hoa tinh ma đều bị cổ ấn thần dương hấp thu, làm cho kim xí thần nhân sau lưng hắn phát sáng rực rỡ. Thành công rồi. Lâm Nhất không dám chủ quan, xoay người lại đấm về phía biển lửa. Bùm. Quyền uy mạnh mẽ nổ tung tạo thành một con đường rộng trong biển lửa, con đường nối thẳng đến cuối, Lâm Nhất chạy đi mà không ngoảnh đầu lại. Hiện tại hắn đã gần như hao hết chân nguyên, nếu biển lửa khép lại mà vẫn chưa chạy ra, Lâm Nhất không nắm chắc mình có thể chịu được hay không. Khi Lâm Nhất đi ra khỏi biển lửa, con đường được tạo ra nhờ nhật diệu thần quyền cũng khép lại, dâng lên một con rắn lửa đáng sợ. Khụ khụ. Lâm Nhất chống một tay xuống đất, yếu ớt ho khan vài tiếng, trông có vẻ cực kỳ mệt mỏi, bộ quần áo xanh trên người đã cháy rách tung tóe, trên da có rất nhiều vết thương lở loét, kinh mạch trong cơ thể còn bị cháy nghiêm trọng hơn, trên mặt dính từng mảng xanh đen. Nhếch nhác thật đấy. Lâm Nhất hít sâu một hơi, qua loa lau vết máu trên khóe miệng. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, nữ tử áo tím lên tiếng trợ giúp không biết tung tích, chắc là nàng ta chỉ đi ngang qua nên tiện thể nhắc một câu, không có ý định dừng lại. Dù thế nào thì lần này cũng nhờ có nàng ta, nếu không hắn chỉ có thể thi triển đòn sát thủ kiếm ý thông thiên cuối cùng này. Thạch Huyên. Sau một lát nghỉ ngơi, Lâm Nhất nghiến răng nói ra hai chữ, trong mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng. Mặc dù hoa tinh ma rất đáng sợ, nhưng với thực lực của Lâm Nhất vẫn có thể đi xuyên qua mà không có nguy hiểm gì. Tiểu tử này dẫn hoa tinh ma tới gần hắn thì cũng thôi, vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác đó, còn có vẻ khinh thường và mỉa mai nơi khóe miệng càng làm người ta chán ghét. Lâm Nhất không phải người sẽ nhịn đắng nuốt cay, thù này nhất định phải báo. Hãy đợi đấy. Sau khi xuống một hớp rượu ngon long tộc, Lâm Nhất thay quần áo, vết thương trên người cũng lành được 7-8 phần. Đây không phải lần đầu hắn uống rượu ngon long tộc nên nó không còn công hiệu tăng tu vi nữa, nhưng lúc này vẫn đủ để chữa lành vết thương. Dù sao hắn cũng không bị hoa tinh ma làm bị thương, chẳng qua bị lửa tinh thần làm bỏng, không ảnh hưởng đến bản nguyên. Lâm Nhất ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là một không gian màu xám cho, trong không gian này có 7 hòn đảo như núi. Trên đảo phù không có vô số tòa nhà và cung điện khổng lồ dưới bầu trời sao mênh mông. Bên ngoài hòn đảo là các loại dị tượng, 7 hòn đảo toát ra những khí tức khác nhau có thể phân biệt được. Khoảng cách giữa các hòn đảo phù không khá xa nhau, có thể nhìn thấy bóng người thấp thoáng trong đó. Có lẽ là nhân tài kiệt xuất của các giới vực cấp cao lớn đã xuyên qua biển lửa tinh thần trước. Họ đã chạy về phía nơi có truyền thừa thích hợp với mình, chắc Thạch Huyên cũng đang ở trong đám người này. Hắn ta có kim diệu chi linh, chắc là sẽ đi tới kim diệu tinh cung. Lâm Nhất đắn do một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi tới nhật diệu tinh cung, đợi khi nào bảo điện thương long xuất hiện rồi tìm hắn ta tính sổ cũng không muộn. Biển lửa tinh thần mênh mông bất tận như một cái sàng khổng lồ, có lẽ những người có thể xuyên qua biển lửa đều sẽ có thực lực không yếu. Truyền thừa của thương long thất tú khác một trời một vực với những tinh cung khác, chắc chắn sẽ cạnh tranh rất kịch liệt. Theo thông tin trên vách đá cổ xưa trước đó, phải đợi đến khi nào truyền thừa của thương long thất tú được kích hoạt, bảo điện thương long mới chân chính hiện thế. Nếu vậy thì thất đại cự đầu trên bảng thương long như La Chấn, Tần Lâm và những người khác cũng sẽ tham gia vào cuộc cạnh tranh thương long thất tú. Mong rằng sẽ không có nhiều cự đầu coi trọng nhật diệu tinh cung, Lâm Nhất không muốn bại lộ quá nhiều át chủ bài trước khi bảo điện thương long giáng thế. Đi! Rượu ngon long tộc biến thành tử dịch,
hậu kình cực mạnh như lửa cháy. Lúc này chân nguyên mà Lâm Nhất đã tiêu hao không chỉ bình phục về mức cao nhất, tốc độ khôi phục chân nguyên còn nhanh đến đáng sợ, giống như ngọn lửa vĩnh hằng có thể cháy không ngừng. Tất nhiên sau khi tử kình qua đi, trạng thái này nhất định sẽ quay trở lại bình thường. Dưới tình huống không cần lo lắng tiêu hao chân nguyên trong một thời gian ngắn, tốc độ của Lâm Nhất cực kỳ nhanh, thi triển Đằng Long Quyết đến cực hạn mọi lúc, không hề giữ lại chút nào. Thời gian trì hoãn trước đó dần dần được bù đắp. Hồng hộc. Nửa canh giờ sau, Lâm Nhất bay lên không trung, tiến về phía đảo Phù Không đại diện cho Nhật Diệu Tinh Cung. Đằng sau hòn đảo có một vòng mặt trời rất lớn. Vòng mặt trời được tạo thành từ thái dương chân hỏa màu vàng, bên trong vòng mặt trời như móc nối trực tiếp với vùng trời phía ngoài Nhật Diệu Tinh Cung. Chẳng mấy chốc, Lâm Nhất đã đặt chân lên hòn đảo nóng bức này. Hòn đảo được ánh sáng từ vòng mặt trời nhuộm thành một màu vàng kim nhàn nhạt, trong không khí tràn ngập hơi nóng, nhưng hơi nóng này cũng không có tính công kích quá lớn. Đứng trong đó như đang ngâm mình trong nước ấm, toàn thân ấm áp thoải mái. Nơi này đúng là bảo địa phong thủy. Lâm Nhất hít vào thật sâu, nhẹ giọng cảm thán. Vào thời thượng cổ, chắc hẳn nơi này rất náo nhiệt nên mới được gọi là đạo trường cấp cao. Đáng tiếc tất cả đều bị hủy hoại trong cuộc đại chiến đó, giờ đây người đi nhà trống, cảnh còn người mất, chỉ để lại truyền thuyết và di tích cho thế hệ sau chiêm ngưỡng. Trên hòn đảo này có vô số cung điện và lầu cao đứng sừng sững, ở trước mặt hắn có một đạo trường vô cùng lớn. Ở chính giữa đạo trường là một cung điện cao ngất, cung điện toát ra khí tức cực kỳ cổ xưa, rộng lớn và khí phách. Ngoại trừ cung điện này, sâu trong hòn đảo còn có rất nhiều tòa nhà kỳ lạ, chỉ là tầm nhìn bị chắn nên không thể nhìn thấy. Hòn đảo này không chỉ có một lối vào, nếu đạo trường trước mặt ở gần hắn nhất thì Lâm Nhất cũng lười phải đi tới những nơi khác. Sau khi đến gần, hắn mới phát hiện đã có rất nhiều người trên đạo trường, hắn cũng không tới sớm lắm. Nhưng khi vừa xuất hiện, Lâm Nhất lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Từng ánh mắt vô thức bị bóng dáng của hắn thu hút. Là công tử Táng Hoa Lâm Nhất. Hắn là hắc mã đã đấm cho đám người Liễu Mộ nổ tung bằng một quyền phải không? Khó được một hòn đảo Phù Không không có bóng dáng của kẻ nắm giữ tinh diệu chi linh và thất đại cự đầu, không ngờ Lâm Nhất lại chạy tới đây góp vui. Ta cảm thấy hắn cũng đâu có lợi hại lắm đâu. Kha kha, đừng thấy hắn xuất thân từ giới vực cấp thấp mà coi thường. Ta khuyên người tốt nhất đừng trêu chọc hắn, quái vật đấm cho bốn người nhóm Liễu Mộ nổ tung bằng một quyền, hắn vẫn chưa rút kiếm đâu đấy. Chấm chấm chấm. Nhân tài kiệt xuất có thể xuyên qua biển lửa tới đây hầu như đều đến từ giới vực cấp cao, nhưng lúc này không một ai dám coi thường Lâm Nhất. Nếu đổi thành yêu nghiệt của các giới vực cấp thấp khác xuất hiện thì không chừng sẽ có người tới gây sự ngay, dù sao tất cả mọi người đều thích bóp quả hồng mềm. Không nói là cố ý bắt nạt ngươi, nhưng chắc chắn sẽ tỏ ra khó chịu với ngươi, cười nhạo khiêu khích nhất định không thể thiếu. Nhưng bây giờ Lâm Nhất đến lại không một ai dám khinh thường, ai cũng thu lại vẻ kiêu ngạo của mình. Người có tên, cây có bóng, con đường thông thiên đã qua hơn một nửa, đã đến lúc phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Có rất nhiều tiếng bàn tán xì xào không cố gắng che giấu, Lâm Nhất nghe thấy rõ ràng. Lâm Nhất hơi cảm khái. Để có được địa vị ngày hôm nay, tất cả đều dựa vào thanh kiếm trong tay hắn. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện mọi người không tiếp tục đi tới trước là do bị một cái cổng vòm cao ngất chặn ở phía trước đạo trường. Phía sau cổng vòm là tòa cung điện toát ra khí tức cổ xưa và thần bí kia, nhưng không một ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Những người đến đây đều là người thông minh, tất cả đều có thể cảm nhận được hơi thở cực kỳ nguy hiểm đằng sau cổng vòm. Lâm Nhất trầm tư suy nghĩ, hình như đằng sau cổng có thứ gì đó. Không chỉ hắn, các nhân tài kiệt xuất khác trên đạo trường đều phát hiện ra sự tồn tại của yêu thú nguy hiểm ở phía sau cánh cổng này. Nếu không phải yêu thú thì cũng là cấm chế do người trước để lại, tự ý xông vào thì sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. SSS. Bỗng một tiếng động nhỏ vọng ra từ đằng sau cánh cổng, giống như có con gì đó đang thở. Lâm Nhất khẽ biến sắc, vẻ ngạc nhiên thoáng qua trong mắt, hắn xác định mình hẳn không nghe lầm. Ngoài hắn ra thì đạo trường cũng có vài người nghi hoặc, cảm giác như mình vừa nghe thấy tiếng gì đó.
Vèo. Lâm Nhất giang hai tay ra, quyết đoán lùi về sau. Ngay khi hắn vừa lùi lại, đạo trường bắt đầu rung lắc kịch liệt, loáng thoáng còn bị nứt ra rồi nổ tung. Một ngọn lửa phun ra từ trong cổng vòm cao ngất, mấy người không kịp né tránh lập tức bị hộc máu văng ra xa. Lửa dính trên quần áo nhanh chóng lan ra, không thể dập tắt bằng chân nguyên. Chẳng mấy chốc đã vang lên những tiếng hét thảm thiết, mấy người kia bị đốt thành tro tàn ngay trước mắt bao người. Rư. Khi mọi người đang hoảng sợ, một bóng dáng khổng lồ xuất hiện trong cổng vòm cao ngất. Đó là một con quạ đen khổng lồ với lửa cháy hừng hực quanh người, những chiếc lông vũ màu đen phủ kín toàn thân tỏa ánh sáng vàng chói mắt, trông cực kỳ quỷ dị. Thần hỏa ô. Nhìn thấy cái bóng phủ xuống đạo trường từ con dị thú này và khí tức mạnh mẽ cuồng bạo kia, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Thần hỏa ô không được tính là hậu duệ của kim ô nhưng cũng là một loài dị thú rất mạnh, trong cơ thể còn sót lại một phần huyết mạch kim ô. Tuy huyết mạch này cực kỳ mỏng manh, nhưng dù sao cũng là huyết mạch kim ô, làm nó khác biệt với những con yêu thú khác, không thể đối xử như bình thường. Cơ thể khổng lồ cao hàng chục trượng làm nó trông có sức chèn ép rất lớn. Lâm Nhất nheo mắt nhìn kỹ lại thì thấy được vẻ già nua cực kỳ nghiêm trọng trong mắt thần hỏa ô. Nó không nguy hiểm như vẻ bề ngoài, nó đang dần già đi nhưng vẫn cố gắng bảo vệ khu vực này. Mọi người đừng sợ, con thần hỏa ô này đã già, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực thì việc giết nó sẽ không thành vấn đề. Cùng nhau ra tay đi, giết nó, sau đó tiến vào Nhật Diệu Tinh Cung. Những người khác cũng nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, tâm trạng chán nản lập tức trở nên phấn chấn. Có người xung phong ra tay trước, từng luồng khí tức mạnh mẽ tấn công về phía thần hỏa ô. Nhưng đến khi thần hỏa ô ra tay thật sự, hai cánh vỗ lên xuống, năng lượng hỏa diễm đánh mạnh vào mọi người. Đạo trường không ngừng vang lên tiếng nổ, sóng khí dao động toát ra hơi thở khiến người ra phải run rẩy. Mình cũng nên ra tay thôi. Ánh lửa chợt lóe qua trong mắt Lâm Nhất, con thần hỏa ô này sẽ không căng được lâu. Nó đã quá già, không còn mạnh như trước đây nữa. Nhưng có lẽ năm đó con thần hỏa ô có cảnh giới thần đan, một cảnh giới đáng sợ trên tinh quân, yêu đan của nó vẫn có giá trị rất cao, đáng để tranh đoạt. Có Lâm Nhất ra tay, tốc độ bao vây giết thần hỏa ô của mọi người nhanh hơn rất nhiều. Tuy nó vẫn rất mạnh, nhất là khi phun lửa khiến người ta vô cùng e dè. Nhưng suy cho cùng vẫn quá già. Mọi người hợp lực với nhau, chỉ sau nửa canh giờ, khí thế và uy áp trên người thần hỏa ô giảm nhanh với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thời gian hai nén nhang nữa trôi qua, thần hỏa ô chỉ còn một chút hơi sức, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Đã đến lúc giết nó. Ánh mắt Lâm Nhất chợt lóe, hiện trường cũng có rất nhiều người có cùng suy nghĩ với hắn, họ đều đang quan sát và đề phòng lẫn nhau. Các vị vất vả rồi, yêu đan của con thần hỏa ô này, ta sẽ không khách sáo nữa. Nhưng lúc này bỗng nhiên có một tiếng cười vang lên, một khí tức mạnh mẽ từ phía chân trời bay vụt tới. Lâm Nhất quay đầu lại nhìn, con người co rụt lại, người đến rõ ràng là Thạch Huyên, người đã khiến hắn chịu nhiều đau khổ trong biển lửa tinh thần. Thạch Huyên đột nhiên xuất hiện khiến mọi người giật mình, hoàn toàn không ngờ tới. Nhưng những người vây giết thần hỏa ô đã bỏ ra nhiều công sức, đặc biệt là mấy tên nhân tài kiệt xuất đứng đầu, họ đã trả giá rất lớn. Khi thần hỏa ô sắp chết lại có một kẻ đột nhiên xuất hiện muốn hất tay trên, dù cho đối phương là người nắm giữ kim diệu chi linh thì họ cũng bất mãn trong lòng. Cản hắn ta lại. Lúc này lập tức có người ra tay, bay lên xoay người lại định ngăn cản Thạch Huyên. Ba người ra tay đều có thực lực không tầm thường. Cả ba đều có tu vi cảnh giới thiên phách tầng 4 đại thành, nếu so với đám người Liễu Mộ mà Lâm Nhất đã giết lúc trước thì mạnh hơn rất nhiều. Con mèo con chó mà cũng dám làm càn, tự đâm đầu vào chỗ chết. Thạch Huyên nhếch môi cười khẩy, áo bào rộng thùng thình không gió mà bay, một uy áp cực mạnh bộc phát trên người hắn ta. Uy áp đó như có thực thể hóa thành một con ma sư hai cánh khổng lồ sau lưng hắn ta. Có thể nhìn thấy loáng thoáng chữ vương trên giữa hai đầu mày con ma sư đó. Điều này làm cho khí thế của hắn ta ẩn chứa uy áp vương giả sắc bén và bá đạo, ngay lập tức khiến ba người đang lao tới trở nên cứng đờ. Họ như bị mắc kẹt dưới vũng bùn,
không những tay chân khó cử động mà máu và chân nguyên trong cơ thể cũng như bị giam cầm. Cút đi! Ma sư gầm thét, Thạch Huyên tung một chưởng, cả ba người đều hộc máu văng ra xa. Đi chết đi! Một chưởng đánh bay ba người, Thạch Huyên nghênh ngang xông vào đám đông, quyền mang phun trào khiến mấy người chặn đường hắn ta không kịp né bị chia năm xẻ bảy. Rắc rắc rắc! Giữa tiếng kêu gào thảm thiết, máu bắn tung tóe, Thạch Huyên như một vị ma thần, những người khác sợ đến mức biến sắc, lập tức lùi ra xa, không dám tới gần. Lâm Nhất lặng lẽ lùi sang một bên, không vội vã ra tay. Ngoại trừ Thạch Huyên, hắn còn phát hiện ra một hơi thở mạnh mẽ khác, rất có thể sẽ là đồng minh của đối phương. Hừ! Thạch Huyên nhìn chằm chằm vào thần hỏa ô hừ một tiếng, trên người đột nhiên nổi lên khí tức sắc bén, đao ý toát ra từ giữa hai đầu mày hắn ta. Răng rắc! Thần hỏa ô vốn là nỏ mạnh hết đà lập tức bị chém nát. Thạch Huyên đưa tay ra bắt lấy. Một viên yêu đan ẩn chứa khí tinh nguyên rồi rào xuất hiện trong tay hắn ta. Đạo ý của tiểu tử này thật đáng sợ, chắc là hắn ta cũng luyện hóa một viên yêu đan vương giả ít nhất là cảnh giới thiên phách tầng 3. Nếu không công pháp mà hắn ta tu luyện cũng không đến mức có thể làm cho uy áp của hắn ta mạnh một cách đáng sợ như thế. Về phần viên yêu đan thần hỏa ô trong tay hắn ta, hình như nó còn mạnh hơn thần đan mà hắn lấy được từ di hài của Bách Lý Kỳ rất nhiều lần. Nghĩ lại cũng thấy đúng, dù sao Bách Lý Kỳ cũng chỉ mới thăng cấp lên cảnh giới thần đan, còn con thần ô này dù đã già thế nào thì cũng từng là cảnh giới thần đan đỉnh phong, nó còn có một phần nhỏ huyết mạch kim ô hàng thật giá thật, yêu đan chắc chắn sẽ mạnh hơn viên yêu đan mà Lâm Nhất lấy được lúc trước. Thạch Huyên. Nhìn thấy Thạch Huyên cầm yêu đan trong tay, sắc mặt mọi người đều hơi khó coi, nhưng họ không rảnh quan tâm quá nhiều. Thi thể của thần hỏa ô vẫn còn rất nhiều bảo bối, ngoại trừ yêu đan, huyết mạch thần ô và ba sợi lông vũ thần vật ở phần đuôi còn lại đều có thể gọi là dị bảo. Nhưng khi mọi người đang định cướp đoạt huyết mạch của thần hỏa ô, một bóng dáng màu đen lướt qua nhanh như chớp, đến khi người nọ hiện thân đã cầm trong tay một cục máu đen ngòm, bên trong cục máu có một sợi tơ vàng lúc ẩn lúc hiện. Có lẽ đó là sợi huyết mạch kim ô yếu ớt kia. Dù chỉ là một sợi, mọi người cũng có thể cảm nhận được rõ nó ẩn chứa hơi thở đáng sợ. Tống Nhuệ. Khi nhìn thấy mặt của thanh niên áo đen này, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, rõ ràng là Tống Nhuệ, người nắm giữ thổ diệu chi linh. Không ngờ người nắm giữ kim diệu chi linh và thổ diệu chi linh lại xuất hiện ở khu vực này cùng lúc, hơn nữa hình như là họ liên minh với nhau. Đúng là không cho người khác đường sống mà. Vèo. Sau khi cất yêu đan của thần hỏa ô, Thạch Huyên hài lòng nhìn về phía ba sợi lông vũ đang bốc cháy của thần hỏa ô. Mỗi sợi lông vũ đều dài gần nửa mét, trên mỗi sợi lông vũ có hoa văn được hình thành tự nhiên, mơ hồ có thể nhìn thấy đạo vận mạnh mẽ. Lông vũ này bất kể là dùng để luyện khí hay lĩnh ngộ đạo kim ô đều có diệu dụng rất lớn. Hơn nữa còn có tận ba sợi, quá tuyệt vời. Soạt. Nhưng khi hắn ta đẩy vài người ra định cầm lấy lông vũ hỏa ô, một bóng người đột ngột xuất hiện giành mất lông vũ. Thạch Huyên giật mình, sau đó giận tái mặt, ngẩng đầu lên nhìn kẻ cướp lông. Vũ đã lùi ra xa. Lâm Nhất. Khi nhìn thấy rõ diện mạo của đối phương, Thạch Huyên kinh ngạc, lớn tiếng thốt lên, sao ngươi lại chưa chết? Hắn ta nhớ rõ đối phương đã bị mấy chục đóa hoa tinh ma bao vây mà. Loại kỳ vật ấy chỉ cần một đóa thôi cũng có thể lấy mạng đối phương, nhưng bây giờ hắn lại yên lành xuất hiện, còn cướp đi lông vũ hỏa ô mà hắn ta cần, sâu trong lòng cảm thấy hơi khiếp sợ. Nhờ phúc của ngươi nên Lâm Mỗ vẫn chưa chết, Lâm Nhất khẽ nheo mắt, trong mắt có ánh sáng lạnh lấp lóe, hắn cũng không cố gắng che giấu sát tâm của mình. Lâm Huynh thật biết nói đùa. Thạch Huyên nhanh chóng bình tĩnh lại. Ngoài cười nhưng trong không cười, ta sẽ tặng lông vũ hỏa ô này cho ngươi, ngươi có hứng thú liên minh với chúng ta, cùng nhau giành lấy truyền thừa của Nhật Diệu Tinh Cung không? Tặng cho ta. Mặt không dày bình thường đâu, ta cần ngươi tặng à. Món nợ giữa ta và ngươi vẫn chưa tính, lẽ ra yêu đan của thần hỏa ô là của Lâm Nhất mới đúng. Xin lỗi, ta không có hứng thú hợp tác với ngươi. Hiện tại mới bắt đầu thăm dò Nhật Diệu Tinh Cung không lâu, Lâm Nhất không vội trở mặt với đối phương, bèn đáp một câu rồi quay lưng rời đi.
Thái độ của hắn khiến những người khác rất kinh ngạc, đối diện với hai người nắm giữ tinh diệu chi linh mà không nể mặt, quả nhiên Lâm Nhất ngông cuồng như trong lời đồn. Tiểu tử này, cho thể diện mà không cần mà. Sau khi cất cục máu của thần hỏa ô, Tống Nhuệ đi tới bên cạnh Thạch Huyên, nhìn theo bóng lưng đối phương đã đi xa, lạnh lùng lên tiếng, Thạch Huynh, Huynh sợ hắn vì hắn đã giết mấy tên vô dụng nhóm Liễu Mộ đấy à? Ta và Huynh liên minh với nhau làm gì có chỗ cho hắn kiêu căng chứ, đừng nói là lông vũ của thần hỏa ô, chúng ta thậm chí còn có thể bắt hắn ngoan ngoãn giao ra tất cả bảo vật trên người hắn. Thạch Huyên cười nham hiểm, tiểu tử này hơi kỳ lạ, ta vẫn chưa rõ tại sao hắn lại còn sống, để cho hắn nhảy nhót thêm vài ngày cũng được, khi nào lấy được bảo vật của Nhật Diệu Tinh Cung rồi xử hắn cũng không muộn. Vô dụng sẽ mãi mãi là vô dụng thôi. Hai người vừa nói chuyện vừa đi qua cổng vòm theo dòng người, bước vào cung điện tông môn cao vút kia. Cung điện rộng lớn có rất nhiều phòng, trong mỗi căn phòng cất chứa không ít bảo bối, chỉ cần vào đều sẽ có thu hoạch, dù xui xẻo lắm cũng tìm được ngọc giản của một số võ học tạo hóa, thậm chí còn tìm được rất nhiều đạo binh. Quả nhiên truyền thừa do Thương Long Thất Tú đại diện này mạnh hơn truyền thừa của những tinh cung khác ở ngoài kia, hoàn toàn không thể so sánh với nhau, một cái trên trời. Một cái dưới đất. Có điều Thạch Huyên và Tống Nhuệ lại không thèm để những bảo vật này vào mắt. Với yêu cầu của hai người, kể cả võ học tạo hóa cao đẳng bình thường họ cũng không quan tâm. Thứ mà họ quan tâm thật sự là bảo vật cấp bậc thánh phẩm, thánh đan thượng cổ, võ học tạo hóa cấp đế giả, đạo binh siêu phẩm hoặc là những bí. Bảo hiếm có khác. Đừng nói cung điện lớn thế này mà lại không có nổi một viên đan dược thánh phẩm đấy nhé. Sau khi giải trừ cấm chế trong mật thất, hai người lại tìm được vài miếng ngọc giản, trong mắt cả hai đều lộ ra vẻ thất vọng. Không tới mức đó, Thạch Huyên lại có vẻ khá bình tĩnh, yêu thú giữ cửa đều là thần hỏa ô, sao tòa điện chính này lại không có đồ tốt chứ? Đi thôi, tới điện chính, cứ kệ những mật thất khác đi. Ta cũng đang có ý này. Hai người biến mất tại chỗ, họ không quan tâm những căn mật thất khác mà đi thẳng tới tòa điện chính. Nhưng sau khi đến nơi, hai người đều tỏ ra ngạc nhiên, nhìn tòa điện chính rộng lớn, ngoài những hoa văn thần bí được vẽ trên vách tường thì trong điện trống không, không có thứ gì cả, sạch sẽ khiến người ta giận sôi. Giống như đã bị người khác quét dọn nhiều lần, không để lại một món bảo vật nào cả. Chuyện gì thế này? Hai người kinh ngạc, không nhịn được thốt lên. Mắt nhìn về phía Lâm Nhất tới trước họ một bước, kết quả phát hiện hắn cũng đang cau mày. Nghi hoặc quan sát xung quanh. Có khi nào tiểu tử này đã lấy hết đồ rồi giả vờ như không biết gì không? Tống Nhuệ ngờ vực. Ánh mắt Thạch Huyên chợt lóe, hiển nhiên cũng có suy nghĩ tương tự, hắn ta suy tư một lúc rồi đáp, chắc là không đâu, nếu hắn lấy được bảo bối gì thật thì đã đi từ lâu, sao có thể còn ở lại đây? Cứ tìm xem, chắc chắn trong điện chính sẽ có bảo bối. Trên thực tế quả thật là vậy, Lâm Nhất đã đi thẳng tới điện chính. Cuối cùng không thu hoạch được gì. Hắn cũng đã nghe thấy hết cuộc đối thoại giữa hai người này nhưng không quan tâm. Hắn phát hiện tòa điện chính này hơi kỳ lạ, nhưng sau nhiều lần quan sát vẫn không tìm được bất kỳ manh mối nào. Bây giờ Lâm Nhất hơi hối hận khi không có ngựa huyết long ở bên, nếu con ngựa ngốc này ở đây thì chắc chắn đã tìm được thứ gì đó. Không món bảo vật nào có thể qua được mắt của nó. Vèo, vèo, vèo. Dần dần càng có nhiều người tập trung ở điện chính, nhưng mọi người quan sát bốn phía đều không có phát hiện gì. Không thể nào, tòa điện chính rộng thế này mà không có gì sao? Thạch Huyên và Tống Nhuệ đều đang ở đây, chắc chắn hai người họ cũng không tìm được gì, tòa điện chính này hơi kỳ lạ. Lâm Nhất cũng đang ở đây, xem ra bảo bối trong điện này vẫn chưa bị phát hiện. Có thể là hoàn toàn không có bảo bối. Một lát sau, mọi người bắt đầu sốt ruột, trong điện cũng bắt đầu ồn ào. Ánh mắt Lâm Nhất nhìn vào vách đá ở phía trước trong điện chính, so với vách tường hai bên trái phải, hoa văn trên vách đá đằng trước mang lại cảm giác khác biệt, hắn cũng không biết những hoa văn thần bí cổ xưa đó. Nhưng hoa văn trên vách tường phía trước lại làm Lâm Nhất cảm thấy hơi quen thuộc, hình như hắn đã nhìn thấy ở đâu đó. Đôi mắt. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Lâm Nhất. Hắn đột nhiên nhớ tới gì đó. Khi
khi hắn tìm được thiên niên hỏa trong tàng bảo lâu đã xuất hiện huyễn tượng kim ô, đôi mắt đó là thần mâu của kim ô. Thần mâu kim ô, chắc chắn là thế. Lâm Nhất càng nghĩ càng thấy đúng, hắn nhìn thẳng vào bức tường kia, mơ hồ như thấy được một đôi mắt thần lạnh lùng bá đạo khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào hắn. Cái nơi quái quỷ này, ta không tin không có gì cả. Có người nóng tính mắng thành tiếng, hội tụ chân nguyên lao thẳng về phía vách tướng phía trước mặt. Đừng ra tay. Lâm Nhất hoảng sợ, vội lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Lâm Nhất đột nhiên lên tiếng khiến mọi người giật mình, khó hiểu nhìn về phía hắn. Thạch Huyên và Tống Nhuệ cũng nghi hoặc nhìn qua. Phụt! Mọi người còn chưa kịp phản ứng, người vừa lao về phía vách tường trước mặt đã hộc ra một búng máu, khi chạm vào vách tường hắn ta bị bắn ngược trở về, ngay sau đó toàn thân hắn ta bốc lên lửa vàng. Tiếng hét thê thảm lập tức vang lên, người nọ còn chưa ngã xuống đất đã bị đốt thành tro tàn. Mà trên vách tường, một đôi mắt vàng kim từ từ hiện lên, những hoa văn phủ kín cả tòa điện chính đều được thắp sáng như những ngọn lửa cháy hừng hực. Thần mâu kim ô. Cảm nhận được sự uy nghiêm và lạnh lẽo bắn ra từ đôi mắt kia, tất cả mọi người đều cảm thấy không rét mà run, sắc mặt thay đổi. Sau khi đôi mắt trên tường tan biến, trên tường có một cuộn tranh chậm rãi khép lại, đợi đến khi nó biến mất, áp lực bao trùm điện chính mới dần dần tan đi. Đôi mắt thật đáng sợ. Một ánh mắt đã đánh bay, còn bị đốt thành tro tàn. Đó là Thái Dương chân hỏa phải không? Chắc chắn là đôi mắt của Kiếm Uy, thần mâu kim ô. Trong đại điện bàn tán ầm ĩ, tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc, ngay cả Tống Nhuệ và Thạch Huyên cũng tỏ ra kinh ngạc, sau đó chuyển thành mừng như điên. Đây là bảo vật mà họ cần, ít nhất là có thể so sánh với đan dược thánh phẩm. Ánh mắt Lâm Nhất chợt lóe, hắn lên tiếng nhắc nhở Trung Quy vẫn chậm một bước, có lẽ bảo vật trong điện chính này có liên quan tới đôi mắt này. Nhưng rốt cuộc phía sau đôi mắt này có gì thì vẫn là một ẩn số. Tuy nói như vậy nhưng bầu không khí trong điện chính lại có vẻ hơi ngột ngạt, không ai lên tiếng trước, càng không có ai dám lộn xộn. Ngoại trừ đôi mắt đáng sợ này, họ còn sợ khi lấy được bảo bối sẽ bị những người khác trong đại điện tấn công. Ít nhất là có Tống Nhuệ và Thạch Huyên ở đây, họ sẽ không trơ mắt nhìn kẻ khác lấy bảo bối đi. So với cấm chế này, lòng người luôn đáng sợ hơn. Nhớ lại trước đó vì cướp yêu đan của thần hỏa ô, Thạch Huyên đã tàn sát không biết bao nhiêu người. Trong đại điện thỉnh thoảng có ánh mắt nhìn lén Thạch Huyên để quan sát sắc mặt của hắn ta. Thạch Huyên biết rõ trong lòng, bèn nhìn lướt qua bốn phía rồi lên tiếng. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta muốn lấy cuộn tranh này, nhưng nếu ta cứ thế mà lấy thì chắc hẳn sẽ có người không phục, ta cũng không làm khó dễ. Mọi người đều có thể dựa vào bản lĩnh thử một lần, ai lấy được cuộn tranh, ta sẵn sàng đổi bằng bảo bối ngang giá. Nếu không được, kha kha, vậy thì không còn gì để nói nữa. Những lời này của hắn ta nghe cũng không chói tai lắm. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì sẽ thấy rõ ràng hắn ta đang muốn lấy người khác làm mồi nhử. Dù sao sức uy hiếp của thần mâu kim ô cũng rất lớn, bắt Thạch Huyên đi thử trước, hắn ta cũng chưa chắc có lá gan này. Nhưng dù biết điều đó, mọi người ở đây cũng chưa chắc có lựa chọn tốt hơn. Đừng nói ở con đường thông thiên, ngay cả ngoại giới cũng luôn như vậy, kẻ mạnh là vua. Có rất nhiều người dao động. Dù sao bảo bối trên người Thạch Huyên cũng không phải số ít, chỉ riêng viên yêu đan hắn ta giành được kia đã có giá trị không thua kém gì cuộn tranh trên tường. Nếu hắn ta đồng ý đổi thì vẫn có rất nhiều người sẵn sàng. Để ta! Một thanh niên cảnh giới thiên phách tầng 3 đỉnh phong căng thẳng đứng ra, mắt nhìn chằm chằm vào bức tường phía trước mặt. Ánh mắt Thạch Huyên và Tống Nhuệ cũng lộ ra vẻ căng thẳng. Thật ra hai người họ cũng không biết sốt cuộc thần mâu kim ô này có uy lực đáng sợ cỡ nào. Thanh niên kia thôi động cả ba vùng khí hải cùng một lúc, chậm rãi bước từng bước đến gần bức tường vẽ đầy hoa văn kia trước vô số ánh mắt dõi theo. Hắn ta không tấn công trực tiếp như người đầu tiên mà là chậm rãi tới gần, sau đó xòe bàn tay ra, rót chân nguyên vào đó rồi ấn lên tường. Hoa văn trên tường được thắp sáng, không chỉ bức tường trước mặt. Lúc này bức tường ở hai bên trái phải cũng phát sáng. Cả đại điện như bắt đầu bốc cháy,
Một cảnh tượng quỷ dị xảy ra, bức tường rắn chắc đột nhiên trở nên hư ảo, bàn tay hắn ta ấn xuyên qua, một cuộn tranh xuất hiện trước mặt hắn ta. Đây! Mọi người khẽ biến sắc, mí mắt Lâm Nhất cũng giật. Cảnh này thật kỳ lạ, cuộn tranh sẽ bị người này lấy được ư? Bắt được ngươi rồi! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 125.